비추고 Hãy thử tưởng tượng tất cả những gì bạn đang có, gia đình, nhà cửa, bạn bè hay thậm chí là chính bản thân bạn, tất cả đều không có thực thì sao? Đúng hơn, bạn và mọi vật trong vũ trụ rộng lớn này, 99,999999% là những khoảng trống, tức là thủng lỗ chỗ. Đó là những gì được nhà vật lý học Ollie Sundermeyer đưa ra trong một bài viết trên trang Symmetry. Cụ thể, mỗi cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi hàng triệu triệu nguyên tử, mà nguyên tử được cấu thành bởi hạt nhân và lớp vỏ ngoài bằng electron. Vấn đề ở đây là giữa hạt nhân và lớp vỏ của nguyên tử có một khoảng trống. Dành cho những ai chưa biết, hạt nhân nhỏ hơn lớp vỏ nguyên tử của nó tới 100.000 lần, tức là nếu hạt nhân có kích cỡ bằng hạt đậu thì nguyên tử ít nhất phải to bằng một cái sân bóng chày. Và để hình dung rõ hơn, thì nếu những khoảng trống này biến mất, mỗi người trong chúng ta có thể nhét vừa một hạt bụi. Còn cả nhân loại, với hơn 7 tỷ con người, chỉ chui lọt một viên đường cỡ nhỏ thôi. Nhưng nếu chỉ toàn lỗ là lỗ, tại sao bạn có thể nặng tới 70 cân? Câu trả lời là năng lượng. Về cơ bản, mỗi nguyên tử được cấu tạo bởi electron, proton và neutron. Trong đó, neutron và proton được tạo thành bởi bộ ba hạt sơ cấp, được gọi là quark. Nhưng quark gần như không có khối lượng và thậm chí gluon liên kết các quark lại với nhau còn chẳng có giá trị gì. Theo như các chuyên gia lý giải, hầu hết khối lượng cơ thể của chúng ta là do lực hút giữa các quark và gluon tạo nên. Nếu toàn khoảng không, tại sao chúng ta lại cảm nhận được mọi vật? Hay đúng hơn, tại sao chúng ta không thể đi xuyên qua nhau? Sự thật là vì cái gọi là khoảng không chưa khi nào thực sự là khoảng không cả. Nó bao gồm các đợt sóng và từ trường vô hình. Hãy tưởng tượng nguyên tử giống như bạn đang nhìn một chiếc quạt máy. Khi quạt không chạy, bạn có thể thấy giữa những cánh quạt là khoảng không. Nhưng khi bật lên, những khoảng không này sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Các electron cũng tương tự như vậy. Tuy chúng không có khối lượng, nhưng lại phát ra các đợt sóng hoạt động dữ dội như cánh quạt vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể chạm và cảm nhận được mọi vật, dù thực ra tất cả đều là khoảng không. Sự thật là chúng ta chưa thực sự chạm vào bất kỳ thứ gì trên đời này. Ngay như lúc này đây, bàn tay bạn không thực sự chạm vào bàn phím. Cái ghế bạn ngồi không thực sự nâng đỡ bàn tọa của bạn. Thay vào đó, thứ chúng ta cảm nhận được là lực điện từ do electron của bạn và đối phương đẩy nhau mà nên. Nói tóm lại, toàn bộ cơ thể của chúng ta được cấu tạo từ những khoảng trống không có thực. Nhưng biết vậy thôi, hãy cứ làm việc chăm chỉ, mua nhà, mua xe và đi du lịch tung tóe đi nhé. Vì trừ khi bạn chết đi, những cảm nhận của bạn lúc này vẫn là thực mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.